Xin chào các bạn, mình là Snoopy đây. Thì tuần vừa rồi mình có con được một đôi giày thì có lẽ là không để các bạn đợi lâu nữa, thì chúng ta sẽ vào phần giới thiệu về đôi giày. Thì đôi giày mình có được là một đôi Human Ray. Thì Human Ray thì nó giờ không còn hot như ngày xưa nữa, nên là các bạn có thể dễ dàng mua lại với giá resale đắt hơn độ khoảng 2 từ 1 triệu đến 2 triệu. Hoặc là cũng có thể là có nhiều đôi mà nó ra nhiều thì các bạn có thể là mua được giá retail luôn. Thì hôm nay nhân vật của ngày hôm nay đây. Nó đây. Thì mình đã bóc cái hộp bên ngoài ra rồi. Vì đã về lâu rồi, khá lâu, mấy hôm trước cơ. Thì đây. Tất nhiên là vẫn kiểu double box. Bên này họ double box. Thì đó là vỏ bill của mình và bên trong là hộp giày. Bên lần này thì mình mua của hãng này thì họ rất là cẩn thận, là họ bọc thêm những cái để chống sốc cho cái hộp, thì không có gì mới cả, hộp thì không có gì mới cả, vẫn thế. Nhưng mà ở đây mình cóp được là một bản Human Ray collab với cả một hãng thời trang khá là nổi tiếng có tên viết tắt là BBC. Thì đợt trước hãng này đã có một bản collab với cả Human Ray từ trước rồi, thì bản đấy giờ hiện giờ rất là đắt, thì đổ cỡ khoảng 5.600 đô một đôi. Thì mình không biết bản đó thì rất là mắc, còn bản này của mình thì bây giờ rất là khoảng tầm từ 400-500 đến 600 đô đó, thì cũng không còn hot như ngày xưa nữa. Thì đây là hộp của nó, ở đây thì có ghi là BBC Human Ray NMD. Thì nhiều bạn nghĩ là NMD thì là NMD thôi, tại sao mà có chữ BBC vào, thì mình xin nói qua là Human Ray là bản collab của Adidas với cả một ca sĩ nổi tiếng tên là Pharrell Williams gì đấy, mình cũng không biết đọc tên của thằng cha đấy tên là gì, nhưng mà đây tên nó đây, tên nó là Pharrell Williams đó. Thì đó là bản collab của Pharrell Williams với cả Adidas thì được gọi là Human Ray. Còn bản collab của Adidas với William với BBC thì gọi là BBC Human Ray. Rất là khó hiểu. Nhưng các bạn có thể tạm hiểu là đây là bản collab giữa ba cái tên với nhau. Trong đó có hai thương hiệu thời trang và một ca sĩ. Ok. Thì ở đây tất cả các hộp của Human Ray đều có ghi năm ở đây. Thì có lẽ là những cái hộp trước của mình nó sẽ ghi là 26 hoặc 27 gì đấy, 27, còn cái hộp này là hộp 28. Thì đại khái nó cũng chả có gì khác so với những cái hộp cũ cả. Thực ra thì mình cũng nói như này là đi mẹ chúng nó hết ý tưởng rồi. Giờ chúng nó chỉ ra thật nhiều để kiếm lợi nhuận thôi, chứ còn giờ thì cũng không có ý tưởng gì mới đâu. Đặc biệt là Human Ray thì ra quá nhiều, ra sấp mặt, ra đến độ mà người ta ngán, không muốn mua nữa. Nó thế thôi, chứ còn những ở Việt Nam thì vẫn rất là khó mua. Thì bản này là một bản khá đặc biệt bởi vì đợt collab lần này có hai màu phối. Thì một màu phối được phân phát rất là rộng rãi, còn màu phối mình đang cầm trên tay là một màu phối được phân phát với số lượng có hạn. Thì chỉ có thể mua được khi các bạn đến xếp hàng tại cửa hàng BBC mà thôi. Thì không để các bạn đợi lâu nữa, thì chúng ta sẽ lấy em nó ra ngay bây giờ. Tan. Thì đây, trên tay mình là đôi Human Ray BBC phiên bản giới hạn. Thì mình có bỏ một buổi sáng của mình ra để mình đi ship, nhưng mà cũng không ăn thua. Thì các bạn có thể tưởng tượng đấy là khi mà thông tin bán đôi này ý, trước cái ngày mở bán ấy, thì đôi này ở trên mạng giá độ cỡ khoảng, mình nhớ không nhầm thì nó cỡ khoảng 1.100 đô cho size này của mình. Nhưng mà ở cái ngày mở bán ấy, có một sự việc rất là lạ, đó là trước 10 phút mở bán tại cửa hàng thì đã có thông tin là nó sẽ bán online, nhưng mà gần như là mọi người đều không hề biết có cái thông tin đấy.
nên là đã không mua, đã không biết lên mạng, và mình tình cờ được một người chỉ cho và mình đã ngay lập tức lên mạng cóp, và mình đã cóp được size của mình. Thì đến hiện tại thời điểm này thì đôi này nó đã tụt giá không phanh, và bây giờ là chỉ còn cỡ độ khoảng vào đâu 400-500 đô thôi, rất là rẻ, rẻ bèo. Thì nói chung là giới thiệu qua về đôi này thì đây, nó cũng chả khác gì so với phiên bản 1, phiên bản 2. Nhưng mà điểm khác nhau là ở cái bộ đế này này. Phần đế này đi khá là xuống, mình đã thử vào chân và đi rồi. Đi khá là xuống. Nó khá là bám và các bạn có thể nhìn thấy những cái đinh ở đây, nó rất là nhỏ luôn. Đó, đó những cái đinh này đó rất là nhỏ. Thì khác hẳn hoàn toàn so với V2. Mình gọi là V2 là bởi vì các bạn Human Ray ra ở từng năm thì đều khác nhau ở phần đế này, chỉ khác nhau ở phần đế này thôi. Còn ở phần hầu hết ở cái phần mặt trên này thì không có gì thay đổi về thiết kế. Thì ở phần đế, ở V1 thì khá là tệ vì nó là làm trơn hoàn toàn, mòn khá là nhanh. Ở V2 thì nó đã làm thành những kiểu bậc thang ấy, thì đi được khá là bền. Cái hai đôi trước của mình đi phá, đi trời tuyết, đi các loại luôn mà vẫn còn rất là mới. Còn ở phiên bản này thì mình nghĩ là nó có lẽ là để leo núi. Ok. Thì đấy là nói qua về phần đế. Còn phần trên này thì được viết này hoàn toàn bằng tiếng Nhật. Thì ở Nhật đôi này phát hành khá nhiều, bởi vì sao? Khởi nguồn của BBC theo mình biết là ở Nhật, và không ai khác là người đồng sáng tạo ra hãng thời trang BBC đấy, đó là Nigo, người sáng tạo ra bếp. Ok. Đó. Thì đấy, nhìn cái thiết kế thôi đã biết là màu mè là chỉ có của mấy ông người Nhật thôi. Đó. Ở mặt ở trên cái phần upper này thì có thêu. Đây là thêu nhá, không phải là dán như những cái bản cũ nữa, đây là thêu. Thì ở đây là chữ Shinzo, tiếng Nhật là Shinzo, nghĩa là trái tim. Mình cũng không hiểu tại sao nó lại là trái tim, đâu đặt giày đâu. Nhưng có lẽ là một cái gì đấy mang khuynh hướng nước Nhật thường hay kiểu nói cái gì cũng nói đến tim, còn nói Trung Quốc là phải buôn nội tạng ấy, kiểu vậy. Đó, thì đấy là tổng thể về đôi giày này của mình size 26, nhưng mà theo mình thấy thì form của nó khá là bé và khá là ôm chân, nên là mình nghĩ là bullshit lần này chắc là mình đéo đi vừa rồi, nhưng may quá vẫn có thể đổi vừa với đôi bàn chân của mình. Ok, tiếp đến là phần tiếp theo, đó là về nói về ba màu phối mình đang cầm trên tay. Mình có ba màu phối ở đây. Thì màu này khá là giống với màu này, nhưng mà hơi khác một chút, khác khá nhiều. Thì nếu các bạn ở đây thì các bạn có thể nhìn thấy là ở tất cả cái phần upper này của vải của nó đều hoàn toàn là khác nhau. Đó. Ở cái này thì mình khá là giống len. Còn ở phần này thì khá là giống cái vải của bộ quần áo thể thao ấy. Đó, giống, rất là giống vải của quần áo thể thao. Còn cái này không phải là quần áo thể thao nhé. Cái này là len các bạn ạ. Đây, quay gần cho các bạn nhìn, có thể nhìn thấy đó. Đây là len. Còn cái này nó như kiểu vải của quần áo thể thao ấy. Đó, các bạn có thể nhìn thấy. Lỗ. Còn ở phần này thì theo mình thấy thì nó là những sợi chỉ khá là to đan vào nhau. Thì nó cũng là thuộc một dạng len, theo mình nghĩ là một dạng len. Nhưng mà lần này khá là ấm. Mình hy vọng là nó sẽ ấm ở trong mùa đông. Chứ còn ở hai phiên bản này, mình thú thật với các bạn là địt mẹ mà đi mùa đông thì đúng là ngón chân tê cóng. Mình đã từng đi đôi này hôm trời tuyết. Các bạn nào xem Instagram của mình thì có thể thấy là mình đã up ảnh đi đôi này trời tuyết. Mà thật sự là các bạn là lạnh vãi lồn, lạnh không còn gì để lạnh nữa. Mà thật sự ấy, nhìn nó thế này thôi, nhưng mà đi vào chân ấy thì các bạn xác định là nếu mà bị ai nhẵn vào chân thì đau vãi lồn. Đây này, mình có một lần đi ở ngoài đường mà bị người ta nhẵn vào chân này, mình nói thật với các bạn là mẹ sư đau như kiểu là bị đạp vào dái ấy. Đau vãi cả cứt luôn. Mình không thể tưởng tượng tại sao nó đau như vậy. Đó, thì về cái điểm mà mình không thích ở đôi giày này, đó chính là cái phần này nó gần như là không bảo vệ được bàn chân. À không phải bàn chân, mà không bảo vệ được phần bù bàn chân của mình ở bên trên này.
bù lại thì đi nó khá là thoải mái, đi khá là êm. Phần bút này, gần phần bút này được cách ly với mặt đất nên là các bạn không phải lo đến cái trường hợp là bị mòn hay là bị làm sao cả. Và cái phần này của đôi Human Ray thì khác hoàn toàn so với phần ở của EZZ nhá. Phần này ố nó cũng bị ố nhưng mà không đến nỗi mà ố vàng khè như là EZZ. Đó. Đây à, đôi này mình dùng 1 năm mà đi rất là nhiều, các bạn có thể thấy bẩn cực kỳ. Nhưng mà nó vẫn còn rất là trắng cái phần bốt ngoài này. Thì đôi này mình mua được nửa năm trước vẫn còn rất là trắng luôn. Còn đây. Đó, các bạn có thể so sánh luôn. Đôi này mới lấy được mấy hôm trước, cực kỳ trắng và nó rất là khó. Thì nói về cái điểm khác cái đôi này với cả những cái đôi mà không phải là bản collab thì đây, ở phần đế này của nó là có logo của Adidas và logo của BBC chứ không còn là của Pharrell Williams nữa. Còn ở phần của cái đôi, những cái đôi Human Ray bình thường ấy thì ở đây là Adidas và bên chân bên này lúc nào cũng có cái là Pharrell Williams Human Ray đó. Còn tổng thể thì nó vẫn giống như thế, không có gì khác cả. Và tất cả những cái đôi Human Ray là đều là made in Việt Nam. Đấy là một lý do mà tại sao mình mua Human Ray đấy. Đó là made in Việt Nam ấy. Thì tất cả những cái đôi Human Ray thì đều có cho kèm một bộ dây. Bộ dây này màu hồng, mình không biết là có nên lắp vào đây nữa không. Thì tất cả những cái đôi này mình đều cho cái phần dây này vào đằng sau như này. Thì mình muốn tận dụng hết ấy. Thôi nói chung là nó như vậy. Thì cái đôi này ngoài việc là êm, sử dụng dễ dàng ra thì điểm không tốt của nó đó là không bảo vệ được cái phần mu bàn chân của mình vậy thôi. À, thứ nhất, cái thứ hai nữa là trời về mùa đông thì đã bắt đầu lạnh rồi, và nếu mà đi những cái đôi như này thì các bạn nên sắm cho mình những đôi thật dày. Còn nếu mà không ấy thì các bạn ok. Đến đây là hết rồi. Thì mình cũng chỉ có nói đến như vậy thôi. Vậy nha.